Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2022, sau khi tụ tập ăn nhậu, Nguyễn Quang Vinh sinh năm 1997, Nguyễn Đức Triệu sinh năm 1994 cùng chú xã Bình Giáo, huyện Chư Prông và 5 người khác đến đánh bi-a tại thôn Thanh Bình, xã Bình Giáo. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, anh Phạm Văn Hậu sinh năm 1996 trú tại địa phương đến tham gia cùng nhóm của Vinh. Trong lúc ngồi uống bia thì Vinh và Hậu xảy ra mâu thuẫn nên cả hai cùng Triệu ra trước quán nói chuyện. Trong lúc Vinh và Hậu cự cãi, Triệu dùng dao thủ sẵn đâm trúng vào ngực phải của Hậu rồi rút dao bỏ chạy khỏi hiện trường. Hậu tử vong trên đường đi cấp cứu. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh, lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự, chúng tôi đã tiến hành phối hợp với công an huyện Chư Prông, viện kiểm sát nhân dân và phòng kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh truy bắt đối tượng. Chúng tôi đã tiến hành lập nhiều tổ công tác, xác minh nhiều mối quan hệ của các đối tượng và triển khai đồng bộ các áp dụng các biện pháp để xác định những nơi đối tượng có thể lẩn trốn. Trước sự xác minh truy bắt gắt gao của lực lượng công an, biết không thể chạy trốn được, các đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú. Trong 5 ngày lẩn trốn, Triệu và Vinh chui rúc trong các chòi rẫy vắng người, chịu cảnh đói khát. Biết không thể trốn thoát nên các đối tượng đến công an xã Bình Giáo đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Xảy ra việc tôi cũng dùng bia rượu nhiều quá, tôi cũng kiềm chế được bản thân. Biết suy nghĩ chuyện gì em lại lấy dao đâm vậy, không cần làm chủ được bản thân. Lực lượng công an đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục hồ sơ điều tra đối tượng Nguyễn Đức Triệu về tội giết người, đối tượng Nguyễn Quang Vinh về tội che giấu tội phạm. Được biết, Triệu và Vinh từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích.